Như đã thông tin, khoảng hơn 21 giờ đêm ngày 4 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất nhựa và bao bì thuộc công ty cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc, có địa chỉ tại số nhà 153, đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khu vực xảy ra cháy là một sườn sản xuất rộng khoảng 3.000m2, chứa nhiều đồ dễ cháy. Sau cháy, kho xưởng bị gãy đổ, đồ đạc bị cháy chỉ còn chơ khung sắt. Những cây cao vua cao nhiều mét cũng bị thiêu rụi, nhiều xe cứu hỏa và hơn 300 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác nhau có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Mái tôn của kho xưởng bị cháy biến dạng. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lớn, cháy lan rất nhanh. Theo người dân, hướng gió thổi ra cánh đồng nên khu vực nhà dân không bị ảnh hưởng. Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng đã phải dùng máy xúc mở đường mới tiếp cận hiện trường chữa cháy cứu hộ cứu nạn, khoanh vùng dập tắt đám cháy. Theo ghi nhận, sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Ông Nguyễn Đức Phú, 62 tuổi, phường Trưng Nhị, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc có mặt ngay tại hiện trường trong đêm xảy ra cháy, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy cứu hộ cứu nạn. Ông Phú nói, thời điểm xảy ra cháy, lửa cháy lan nhanh rất lớn, cột lửa cao hàng chục mét, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất vất vả, phải dùng cả máy xúc để dẹp thêm đường, đục tường vào chữa cháy. Khu vực xảy ra đám cháy nằm ngay sát nhà dân, khi xảy ra cháy, một số người dân đã hô hoán nhau chạy ra ngoài. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 19 phút ngày 3 tháng 7 tại nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi xe điện xe đạp ở số 243 phố Tô Hiệu quận Cầu Giấy Hà Nội. Khi phát hiện khói lửa, người dân hô hoán và thông báo cho lực lượng cứu hỏa. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy nhanh chóng tiếp cận cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn. Phát hiện cụ bà 92 tuổi đang mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà, lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận và đưa người bị nạn xuống nơi an toàn. Nơi xảy ra cháy ở khu vực tầng 1 chứa nhiều hàng hóa gây khó khăn cho công tác dập lửa. Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã chi viện phối hợp khẩn trương dập lửa. Đám cháy được dập tắt Hoàn toàn ngay sau đó, không có thiệt hại về người. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn cao 4 tầng 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 150m2. Trong đó, tầng 1 sử dụng làm kinh doanh đồ chơi, phụ kiện xe điện, xe đạp, tầng 2 đến tầng 4 để ở. Công trình đã thực hiện các giải pháp tạm thời về an toàn cháy nổ, mở lối thoát tại cửa sổ các tầng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Công an quận Câu Giấy điều tra làm rõ. Sáng 2 tháng 7, tại đường Tô Hiệu, quận Câu Giấy, Hà Nội xảy ra vụ cháy ở tòa nhà 8 tầng là tổ hợp văn phòng cho thuê. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tại chỗ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Theo nhân chứng, ngay khi phát hiện có hỏa hoạn, cảnh sát đã có mặt triển khai các phương án cứu hỏa. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Hỏa hoạn đã khiến nhiều người lo sợ tháo chạy. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà AZ Building thuộc đường Tô Hiệu là một tổ hợp văn phòng gồm nhiều công ty hoạt động tại đây. Theo người dân, do tòa nhà cao tầng buộc cảnh sát đã phải phá tường kính ở tầng 6 để vào bên trong tìm người giải cứu. Theo ghi nhận, vào 10 giờ 30 phút hôm nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa lối ra vào tòa nhà. Công an vẫn đang có mặt để bảo vệ hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 30 tháng 6 Cơ quan chức năng quận Bình Tân đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt 3 tầng nằm trong hẻm trên đường Liên khu 4, 5. Thời điểm trên, cửa ra vào căn nhà đang đóng, phát hiện vụ việc, một số người dân đã nhanh chóng hô hoán thông báo cho người bên trong. Lúc này hai người lớn và một trẻ nhỏ trong căn nhà đã kịp thời chạy lên sân thượng, leo qua nhà hàng xóm thoát nạn. Nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Trong cháy lan đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hỏng. Sáng 26 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Thành Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Đại Chính, tổ 6 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên là bố đẻ của nạn nhân NTH tử vong trong vụ hỏa hoạn. Đoàn công tác đã thăm hỏi động viên, chia sẻ với mất mát và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đồng thời, đề nghị chính quyền các cấp hội đoàn thể địa phương quan tâm kịp thời hỗ trợ sức người, sức của, giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Trước đó, dạng sáng ngày 26 tháng 6, tại ngôi nhà 2 tầng thuộc tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Căn nhà 2 tầng xảy ra vụ cháy vừa để ở, vừa làm văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề, chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Được biết, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 6 người, trong đó 4 người tự thoát nạn, 2 người bị mắc kẹt. Hai nạn nhân bị mắc kẹt là chị NTH, sinh năm 1982 và chồng mang quốc tịch Ấn Độ, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó cả hai nạn nhân đều không qua khỏi. Chiều ngày 26 tháng 6 tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2024 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ cháy 14 người tử vong xảy ra tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, hôm 24 tháng 5. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện, khu vực đầu xe máy điện làm cháy lấp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe xung quanh. Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị chức năng đã tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm và tổ chức cá nhân liên quan nếu có, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ hai nội dung để xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của thành phố và lãnh đạo Bộ Công an. Thứ nhất, đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ, công an xác định trách nhiệm chính thuộc về bà NTT là người tổ chức cho thuê trọ và anh NKH, con trai bà T, là chủ nhà tuy nhiên hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét liên quan trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan thuộc trách nhiệm nêu trên nếu có về công tác quản lý nhà nước và trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy với nhà trọ nêu trên phó giám đốc công an thành phố hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đang phối hợp với viện kiểm sát thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần không vùng cấm không bao che để làm gương cho các trường hợp khác Trước đó khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, nhà trọ kết hợp kinh doanh sửa chữa xe máy xe điện ở ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy xảy ra cháy làm 14 người tử vong, 6 người bị thương. Công an thành phố Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vụ cháy.